tuyển thủ thứ hai Hà Thành Đạt, hay còn được biết đến với biệt danh là Bọ Gậy, fan hâm mộ của Lionel Messi. Anh là một trong những streamer, content creator nổi tiếng trong đội bóng FIFA. Vâng, và được cầm đội tuyển Argentina cũng như là được chơi có thể nói là idol của mình, thì anh Hà Thành Đạt, anh nghĩ sao về đối thủ của mình cũng như là cái thế trận của ngày thi đấu hôm nay ạ? Đầu tiên thì về đối thủ của mình thì mình rất là đánh giá cao đối thủ của mình, bởi vì là mình nghĩ rằng là anh ấy là một cái người chơi FIFA truyền thống đã rất là lâu năm, nên là anh ta đã sẽ có những cái kỹ năng cũng như là kinh nghiệm cao trong trò chơi này. Vậy nên là mình đã bắt đầu trận đấu bằng một cái cách chơi đó là rất là chậm để có thể dò được đối phương. Sau đó thì mình sẽ kết liễu họ bởi những kinh nghiệm của mình. Và một vài giây nữa thôi thì trận đấu này cũng sẽ được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng dành cho những tuyển thủ của chúng ta những tràng pháo tay để trận đấu này được diễn ra một cách suôn sẻ nhất nào. Những hình ảnh mới nhất về kỳ World Cup chuẩn bị diễn ra trên đất Qatar sẽ được mô phỏng ở trên trò chơi FIFA 23 đây. Mà pha chạm bóng đầu tiên của đội tuyển Argentina đã đưa trái bóng ra ngoài biên, kéo giãn đội hình của đội tuyển bên phía Brazil ra và đã tiến được về phần sân của đội tuyển Brazil rồi. Đây là Dybala, người có bóng là Messi, đây truyền một cơ hội rất tốt, sút gãy. Hãy để chúng tôi được thấy mặt anh hùng thôi. 1-0 rồi. Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu thì tuyển thủ Hà Thành Đạt của chúng ta đã khiến cả cầu trường thi đấu của chúng ta được bùng nổ với pha đưa bóng vào lưới của thủ thành Alisson Becker. Ngắn vừa rồi một pha dứt điểm chạm người của cầu thủ bên phía Argentina, và giờ thì Argentina đang co bóng phản công đây. Không được rồi, một pha xoạc rất là tinh tế của tuyển thủ bên phía Brazil, sút gay. Một cơ hội nguy hiểm nữa mà đội tuyển Brazil gây ra về phía khung thành của đội tuyển Argentina, nhưng mà trong lúc vừa rồi thủ môn bên phía đội tuyển Argentina vẫn chơi tốt, vẫn rất bình tĩnh đến từ tuyển thủ quốc duy của chúng ta. Và giờ lại là một cơ hội ở bên phía cánh trái nữa rồi, tạt bóng vào, đánh đâu. Ngay lập tức thì có một pha đáp trả từ phía đội tuyển Argentina, và nó cũng đem đến một cơ hội rất nguy hiểm. Xin lỗi các bạn, tạm thời thì Argentina đang dẫn Brazil với tỷ số 1-0. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với hiệp 2 của trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Brazil. Làm gì đây, đưa bóng ra giữa. Đây rồi, cơ hội là đây, Messi. Một cơ hội mà Messi được đối mặt với thủ môn bên phía đội tuyển Brazil và anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Một pha dứt điểm vào góc gần cực kỳ chuẩn xác, và nó đã giúp cho đội tuyển Argentina cân bằng được tỷ số trong trận đấu đầu tiên này với đội tuyển Brazil. Một pha dứt điểm mà thủ thành Alisson Becker không hề có bất kỳ một cơ hội nào để có thể cản phá. Vẫn đang cầm bóng, đó là hậu vệ cánh của đội tuyển Brazil, chưa có ý định truyền, và đã truyền rồi. Làm gì đây, một pha tỉa mà ngoài cực kỳ hơn hẹp mắt. Một pha tỉa má ngoài mà ngay đến đối thủ của anh cũng không thể tưởng tượng nổi, làm bất ngờ hoàn toàn cả khán phòng trong ngày hôm nay. Một pha sút bóng có lẽ là dấu chân đến từ Richarlison, và nó đã khiến cho cả thủ môn bên phía đội tuyển Argentina cũng phải bất ngờ đưa bóng vào đúng góc chữ A, và 2-1 dành cho đội tuyển Argentina. Giờ thì đội tuyển Brazil đang hơi khó. Một pha cứa lòng của Messi, một tình huống tạt bóng vào trong vòng cấm, và đúng như vậy, bóng đến vị trí của Neymar, không được rồi, bóng đã bị phá ra, và đây là cơ hội phản công dành cho đội tuyển Argentina. Làm gì đây, không được rồi, đã bị ngăn chặn lại, nhưng mà trọng tài cho đội tuyển Argentina được hưởng phép lợi thế. Cánh trái đang là Tagliafico, bên trong đang có cầu thủ xin bóng rồi, một pha tỉa bóng vỉa má ngoài đánh đầu không thành công, đập nhả tốt rồi, sắp vào được vòng cấm rồi. Messi, cánh trái vẫn là nơi tập trung bóng. Messi, Messi đưa bóng vào trong, rất đáng tiếc. Chúng ta tưởng như là Messi đã thực hiện một pha dứt điểm, nhưng không, anh quyết định đưa bóng vào trong khi mà có một cầu thủ bên phía Argentina đang rất thoáng, có lẽ là đã có tình huống việt vị. Rất nguy hiểm. Và đó cũng là những tình huống cuối cùng ở trong trận đấu đầu tiên này giữa tuyển thủ Hà Thành Đạt và tuyển thủ quốc duy của chúng ta. Và khép lại trận đấu này thì đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng trước đội tuyển Brazil với tỷ số 2-1. Và trận đấu chính thức bắt đầu. Bóng đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo, Lisandro Martinez, bộ ba tương đối chắc chắn là hàng phòng thủ Argentina. Có vẻ như là các cầu thủ là Albiceleste đang bắt đầu đẩy cam nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Acuna, De Paul,
không ai áp sát được Paul cả. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang lùi tương đối sâu để có thể thực hiện phòng ngự với khối 4-4-2. Dứt điểm ngay, không được rồi. Otamendi rất liều lĩnh dâng lên ở bên phía là cánh trái. Argentina đã tìm thấy Messi. Messi, De Paul và Acuna đã tìm thấy nhau. Acuna ngoặt vào trong, có tiến xuống lại biên hay không? Vẫn đang tương đối chần chừ tìm phương án giải quyết. Acuna đối mặt với hàng thủ Tây Ban Nha đã tìm thấy Johnny Simeone. Simeone làm gì? De Paul, không được rồi. Bóng không qua được thân người ở các trung vệ bên phía Tây Ban Nha, cụ thể là Sergio Ramos. Nhưng Acuna liệu có tìm được một đường xé hay không? Đã tìm thấy Messi rồi. Messi vào đến chân trái của Messi rồi. Messi sẽ làm gì đây? Acuna, một đường vỉa bóng rất nguy hiểm. Không ai ngờ được đó là một cú dứt điểm của đội tuyển Argentina nhắm về phía góc xa khung thành của David De Gea. Tuy nhiên, thủ môn của Man United đã chơi rất cảnh giác. Đánh đầu! Johnny Simeone rất bất ngờ đã bật cao đánh đầu và mở tỷ số cho đội tuyển Argentina ở phút thứ 36 trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ Mao số 35 rất bất ngờ đã bật cao hơn tất cả, hơn Pau Torres, hơn Ramos để có thể đưa bóng vào góc xa của khung thành David De Gea. Một pha đưa bóng chuẩn chỉ như đặt của Lionel Messi và giữa vòng vây của hai cầu thủ áo đỏ. Con trai của Diego Simeone vẫn tìm ra được vị trí đón bóng hoàn hảo để đưa bóng về phía góc xa. David De Gea không còn một lựa chọn nào khác. Chúng ta thấy rằng là ở khu vực trung tuyến của Argentina luôn luôn có đến 4 cầu thủ, 2 tiền vệ phòng ngự và 2 tiền vệ tấn công. Bóng tìm vào vòng cấm rất nhanh. Johnny Simeone hay cầu thủ Argentina sẽ đóng hòm trận đấu này với một bàn thắng nhân đôi cách biệt. De Paul. Các cầu thủ Argentina rất chịu khó di chuyển vào giữa hai tuyến phòng ngự của đối phương để có thể nhận bóng. Dybala một pha câu bóng chuẩn chỉ như đạt cho Simeone. Simeone không được rồi. Bóng nhằm về phía góc gần rất bất ngờ. Tuy nhiên thì De Gea đã chơi cảnh giác. Ok. Jordi Alba. Daniel Mo đã bó vào trong và do đó Jordi Alba chỉ còn một mình ở bên phía cánh trái. Tuy nhiên bóng tìm đến Daniel Mo. Bóng ở phía đáy sân rồi. Có rất nhiều lựa chọn. Alaba. Bóng về phía chân không thuận nhưng không gì làm khó được Alaba trao đây trong tình huống vừa rồi. Một pha sút thẳng vào góc gần và bang, một đều cho cầu thủ Tây Ban Nha. Rất đơn giản. Sau một giai đoạn 20 phút đầu tiên dâng cao áp lực thì cầu thủ Argentina đang giảm tốc độ trận đấu lại một chút. Tuy nhiên những cơ hội nguy hiểm vẫn đang được tạo ra. Và đó là một tình huống như vậy. Một chút nữa thôi. Tuy nhiên thì pha để bóng của Arma vẫn là hơi lố. Không sao, bóng lại về chân cầu thủ Tây Ban Nha. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc. Một trận đấu rất mãn nhãn giữa Argentina và Tây Ban Nha. Mặc dù không bên nào giành trọn được 3 điểm, nhưng chúng ta có thể thấy cả hai bên đã cống hiến những gì tốt nhất của mình. Như vậy là đã sẵn sàng rồi, và hãy cùng dành cho hai tuyển thủ những tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho hai tuyển thủ này bước vào trận đấu mang tính quyết định của bảng A. Nên là những lựa chọn đưa bóng ra cánh bên phía đội tuyển Hà Lan có lẽ sẽ là hợp lý. Đã có lỗi rồi nhưng trọng tài cho phép đội tuyển Hà Lan được hưởng phép lợi thế. Dalip Lin, những đường chuyền rất nhanh, đã vào được vòng cấm rồi. Gapo một không, 1-0 cho đội tuyển Hà Lan. Những đường chuyền ngắn cực kỳ là chắc chiu đến từ tuyển thủ Anh Khôi của chúng ta đã giúp cho đội tuyển Hà Lan có được bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu này. Người ghi bàn là Cody Gakpo, một cầu thủ trẻ của đội tuyển Hà Lan. Một pha chuyền hỏng nhưng mà Danjuma hơi cô độc ở trên hàng công. Messi, người đang có bóng là Messi, đã vượt qua được hai cầu thủ và một đều. Một pha xử lý kỹ thuật rất khéo léo từ đội trưởng của đội tuyển Argentina. Dalip Lin đã chuyển tốt được cho Steven Bergwijn. Tốc độ của số 7 bên phía đội tuyển Hà Lan. Làm gì đây? Chuyền bóng nhưng mà có lẽ đã việt vị rồi. Đúng như vậy, một tình huống chuyền bóng mà tiền đạo của đội tuyển Hà Lan đã đứng ở vị trí việt vị rất rõ. Sự chắc chắn cũng được tăng thêm. Simeone hồng đưa được bóng đến vị trí của Acuna. Nhưng De Paul vẫn có bóng trong trận. Một pha chọc khe bổng, Giovanni Simeone nhả bóng lại cho Dybala. 2-1 dành cho đội Argentina. Argentina lại tiếp tục vươn lên trong trận đấu này. Dybala với cái chân trái rất ngoan của mình đã đưa trái bóng vào đúng góc chết và khiến cho thủ thành bên phía đội tuyển Hà Lan phải bó tay.
Một pha khống chế cũng tốt nữa. Và với cú sút làm tung nóc lưới của dành đội tuyển Hà Lan thì giờ tỷ số đã là 2-1 dành cho đội tuyển Argentina. Thật khó để có thể mở ra được cơ hội, nhưng mà đây làm cơ hội để cho Dybala đối mặt với khung thành của đội tuyển Hà Lan, quyết định dứt điểm ngay, nhưng không, bóng chưa để được đưa vào lưới trong lính vừa rồi. Chuyền cho Dybala. Dybala làm gì đây? Dybala vẫn đang múa rất khó chịu. Và đây là Romero, ngay cả một trung vệ như Cristiano Romero cũng đã lên tham gia tấn công trong lính vừa rồi. Và nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì tuyển thủ bọ gậy của chúng ta sẽ chắc chắn đứng ở vị trí nhất bảng A. Bóng đang được đưa ra trung lộ khá nhiều. Acuna đang xoay sở thành công. Và liệu có một cú tạt hay không? Như vậy vú nhả bóng cho Dybala. Dybala vẫn đang xoay sở, không được rồi. Phát dứt điểm của Rodrigo De Paul, nhưng mà may mắn là Virgil van Dijk đã đứng chắn trước mặt của thủ thành bên phía đội tuyển Hà Lan, và sẽ chỉ có một quả phạt góc cho đội tuyển Argentina mà thôi. Tiếp tục là treo bóng, nhưng Virgil van Dijk đã can thiệp kịp thời. Danjuma ném biên nhanh ngay lập tức. Đây là Martial, đây là Simeone, sút ngay. Lại là Dybala, nhưng vừa rồi cái chân phải của anh lại chưa thể đưa được bóng vào lưới. Và vẫn là một quả đá phạt góc nữa cho đội tuyển Argentina. Treo bóng vào góc gần, Simeone không lấy được bóng. Silesse đã ôm trọn trái bóng rồi. Hơn ở trong những phút vừa qua của hiệp 2 trận đấu. Tiếp tục là Simeone, đây là Acuna, chuyển cho Messi. Messi làm gì đây? Messi nhả lại cho Acuna. Acuna đỡ ngực và chuyển cho Dybala. 2-3-1 dành cho đội tuyển Argentina. Một pha phối hợp phải nói là đẹp mắt đến từ đội tuyển Argentina. Những đường chuyền một chạm chuẩn xác, và cuối cùng người dứt điểm lại là Dybala. Và Dybala đã có được cú đúp ở trong trận đấu này. Chúng ta đã được xem lại những pha phối hợp phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Và khi mà khung thành đã bỏ trống rồi thì Dybala, đây là một tình huống dàn xếp. Memphis Depay, vẫn là Memphis Depay nhả lại tuyến hai. Đây là Virgil van Dijk, nhưng mà lực đi của trái bóng từ cú đánh đầu của Virgil van Dijk lại là chưa đủ để đánh bại thủ thành Martinez để tìm kiếm một trận thắng. Pha treo bóng của Messi vào đúng vị trí của Silesse. Như vậy là trận đấu đầu tiên của lượt đấu cuối cùng bảng A đã kết thúc, và phần thắng đã thuộc về cho tuyển thủ bò gậy của chúng ta với đội tuyển Argentina. Và xin chúc mừng tuyển thủ bò gậy đã là người đầu tiên đoạt được tấm vé vào vòng bán kết của giải đấu Gen FIFA E-World Cup 2022 này.